chiến mã cơ bắp của Dodge, mẫu Charger là dòng sedan hiệu suất được đánh giá rất cao, do đó lợi nhuận mà hãng xe Mỹ thu được từ Charger cũng không hề nhỏ. Để duy trì thành công này, hãng xe Mỹ đã tiếp tục cập nhật cho chiếc sedan mạnh mẽ với phiên bản năm 2019. Mặc dù không quá lớn, nhưng những cải tiến mới cũng phần nào giúp Charger bớt già nua trong phân khúc. Người mua Dodge Charger 2019 giờ đây có rất nhiều lựa chọn đa dạng, bao gồm SXT, GT, SXT AVKD, RT, RT Sketback và Hellcat mới. Trong đó, Charger Hellcat chắc chắn là chiếc xe thú vị nhất. Phiên bản 2019 của Charger Hellcat được bổ sung một loạt nâng cấp mà Dodge giới thiệu lần đầu trên người anh em Challenger Demon. Cụ thể, Charger Hellcat mới có thêm công nghệ Light Lock, tính năng khóa phanh trước để thực hiện đốt lốp, mô men xoắn dự trữ, bộ làm mát động cơ Afterrun Chiller và hệ thống hỗ trợ khởi động tiên tiến. Afterrun Chiller là hệ thống làm mát bằng không khí công suất cao, nó hoạt động ngay cả khi động cơ đã tắt. Trong khi đó, phần mô men xoắn dự trữ có nhiệm vụ đóng van xả để nạp trước vào bộ siêu nạp và đảm bảo tối ưu hiệu suất. Ngoài các sửa đổi về cơ khí, kiểu dáng bên ngoài của Charger Hellcat 2019 cũng được làm mới với bộ bánh xe 20 inch thể thao, tùy chọn nắp capo sơn màu đen sa tanh, lưới tản nhiệt tùy biến phía trước cùng hai hốc hút gió lớn bên cạnh để cung cấp khả năng làm mát tốt nhất cho động cơ. Di chuyển xuống biến thể RT Sketback, Charger 2019 sở hữu các nâng cấp thẩm mỹ bên ngoài cũng như công nghệ Light Lock và hệ thống hỗ trợ khởi động tương tự như bản Hellcat. Ngoài ra, Charger RT Sketback 2019 còn được trang bị thêm tùy chọn bộ giảm chấn thích ứng Bilstein 3 chế độ khác nhau. Tiếp theo cũng có sẵn cho bản 2019, Dodge Charger RT và SXT AVKD được sửa đổi nhẹ nhàng ở ngoại thất bên ngoài và nội thất bên trong, cũng như động cơ V8 5.7 lít sản sinh ra công suất 370 mã lực và 535 Nm mô men xoắn cực đại. Tương tự như vậy, Charger SXT AVKD cũng được hưởng lợi từ những thay đổi ở kiểu dáng trong và ngoài và khối động cơ Pentastar V6 tạo ra 300 mã lực và 358 Nm mô men xoắn cực đại. Xe được trang bị tiêu chuẩn hệ thống lái 4 bánh toàn thời gian. Dodge Charger GT là bổ sung hoàn toàn mới thứ hai của phiên bản năm 2019 sau Hellcat. Charger GT 2019 có hệ chuyển động tương tự như SXT AVKD nhưng được trang bị hệ thống treo khác, tỷ lệ chụp sau 3.07, bộ hiệu suất Dodge Performance Space, các lẫy chuyển số và hệ thống Unconnect với màn hình 8.4 inch. Hãng Dodge sẽ mở cửa đón nhận các đơn đặt hàng của Charger 2019 trong tháng này. Các đơn đặt hàng đầu tiên dự kiến sẽ đến tay khách hàng trong quý 3 năm nay.